Hey yo, what's up anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại kênh nồi của mình nha. Hãy tiếp tục leo gan mọi người ơi. Tiếp tục thầy là leo gan anh em nha. Rồi. 400 điểm rồi. Top 8. Ôi, tìm chặn anh em nha. Về đá không lên ta. Lắm. Chưa lượm được nữa. Hello mọi người đến trên nó mình nha. Ây da, yo what's up. Bốn trăm điểm rồi, ngày lên 200 rồi, bữa tối nay lên có 200 là 600 điểm là được rồi, không cần gì nhiều cả, nay lên 600 điểm thôi được. Được không? Vui ước. Chờ băng nữa, giờ tôi dứt liền. Con em áo trước.
Ai gậy. Ra đồ xấu quá vậy. Bề bộn á, bề bộn ở nhà tập hiệp, ở nhà tập hiệp mà đánh ghê lắm, bề bộn thì đủ bu lắm, nó tập hiệp cũng rất dễ. Đây đi. Ăn kích thể ngon. Phải. Chơi quỷ thư mà thôi lấy cái này luôn. Đủ win. Làm quỷ thư cho vô e. Có tụi tình nhân pháp sư với tà thần đồng mình hay lắm nè, ơn nó level 7 hay lắm. Ồ vua ga kì mà hồi nãy không lấy em kia vô, tiếc chưa, tiếc chưa. Năm luôn rồi à, rồi gãy cổ. Ê chịu rồi. Ba mà. Đã ra. Tiếc chưa? Tiếc chưa? Tiếc chưa? Hãy
Hello Chi nhá. Ê trời ơi. Anh chửi thua có nên lên không ta? Anh chửi thua mà mình lên thì nó hơi cháo. Có gì trắng trắng vừa sượt qua tao thầy à? Đồ nhiều quá chắc win. Bóng đèn. Khổ quá mà. Khổ quá mà. Bỉm ba, bỉm pamper hả? Bỉm pamper là bỉm gì nhỉ? Thầy mới nghe luôn á. Ô đại ca này, nó lên 6 rồi. Cái 2.2 thì thằng kia lên 5, giờ 2.6 nó lên 6. Hiểu luôn á. Em bay 150 điểm rồi hả Tú? Gì bay kinh vậy em? Tại 400 rồi em ơi, hôm nay thầy gắn lên 600. Trên mạng viết đại vô hả? Thật thầy quá. Cố lên, đúng rồi, bữa nay cố lên, bữa nay phải lên 600. Một ngày lên 200 và ngày mai lên 400 là đủ 1.000 điểm. Bữa nay lên 600, ngày mai lên 400 là đủ 1.000 điểm. Một buổi like lên nó ít thôi, lên tầm 200, buổi like lên 200. Xem phim chú Nguyền đi thầy. Xem phiên chú Nguyền. Oh my god. Vigo ra mà video đồ này xấu quá. Không có đồ. À được, từ từ không sao, được hết trơn à. Được hết trơn á. Trời ơi má ơi. Trời ơi má. Má Nhân ơi má Nhân. Nhân làm cái gì vậy? Mắc mẹ rồi kìa. Trời ơi. Sao không? Lo được đúng không? Em lo được đúng không? Ok. Nhân mình làm chuyên gia làm cái gì đâu không? Nó dập Củ Chi xuất hiện rồi. Để mình năm mà ra video là thần đồng. Phước lành là ngon nhất rồi.
bắt đầu vô tranh nhận 25 năng lượng. Được. Được luôn, chơi luôn, từ luôn. Đúng rồi, thêm cây gậy nó kiếm phép với nổ xét, kiếm thêm mình có cái phất lành này cũng ngon rồi nè. Ok. Ok ok chi nhá, ok chi nhá. Chi đúng là phó thập tài. Nhận ra liền đó, tài chưa kịp nhận ra. Bây giờ thầy mới nhận ra chân trong trái tim này. Ok, trận này thấy sáng á, thấy con đường sáng lắm á. Rồi đầu lai lấy cái tóc ngọt ơi, đầu lai lấy cái tóc ngọt cho nó sung sướng ơi. Nó sung sướng cuộc đời ơi. Oh. Oh, trời ơi. Cao. Cao. À đây nè, đại ca ra đây nè. Đó, đó hai đại ca nằm đây đi. Cứ ở yên đấy, chút về lay anh sẽ cho em vô ta long với video. Em cứ ngủ yên đó đi, từ từ đi. Ngon nghẻ chữa đẻ. Ngon nghẻ chữa đẻ hơn. Đây nha. Nè gãy ơi. Oh God, gãy nè tố. Viro nữa kìa, ác. Không phải lấy cây gậy đúng không, lấy cây gậy. Con Viro này là đồ xấu. Rồi anh gậy luôn rồi. Anh mẹ cây gậy rồi làm sao đây. Bò hả? Cái gì ta? Chị lấy thôi cái quyết kiếm đi. Viro lấy không được chi rồi, Viro người ta lấy rồi. Nó thấy Viro cái hốt mẹ đó. Okay. Em này đi nha. Cảm giác thấy em này đi nha. Lê, 30 Viro lên gan. Qua bản mới đâu Viro thực sự lên gan sao? Qua bản mới rồi đấy. Cái tem này sao nó dở với ta không ăn ai chứ nè. Tem này dở quá, chắc cho Viro vô đi nhờ, thay form đi nhờ. Thay form đi, cái này cùi quá nè. Thằng này ở level 5 mà còn chịu không nổi nữa. Chết rồi, lộn rồi. Á, thằng này có Ugot rồi. Ugot rồi.
Thôi thôi, lên 7 con thôi, hết đường rồi. Đáng không nổi thiệt sự. Đây có sẵn kìa. Trời ơi, khoan khoan khoan, có sẵn kìa, từ từ nha. Có sẵn nha. Cảm giác sai sai nha. Hết rồi, sai rồi, thằng cam rồi, hai mình sai rồi. Đợi thăng qua chết hết mẹ rồi, mẹ hai video rồi. À. Lên 8 mà gòn đen vãi đại. Rồi đi. Đi cảnh sát. Vigor nó đập mà. Ba Vigor nó đập rồi, nó đập bằng két không rồi. Vô vô trong đúng rồi. Ôi Leona, cứu thầy Leona ơi, ra luôn Leona. Leona dòng đi chợ có thầy bú. Ra luôn rồi.
Ôi, cần một con. Ê, mới ra được có một con video. À, video 2 rồi à. À, tôi gom được video 2 rồi, tôi cũng hay luôn á. Trời ơi. This is no challenge. Ai biết con nè. Rồi tính ra bài mình đỏ lọ, đỏ hổm luôn chứ. Đúng là bài mình đỏ hổm luôn. Bây giờ chuyển đồ qua tâm năng lượng. Cho mid for là ngoại đạo là đẹp đúng không? Cho mid for ngoại đạo là ok. Đi luôn! Trời, tôi giết được người. Ok. Meta mèo trở lại hả? Hay bắt cho đừng nó, cho nó khỏi lên. Này đồ đẹp vãi. Kho cầm đồ chữ chiến thần chưa? Kho cầm đồ chiến thần chưa? Mình đợi thăng qua, đợi thăng qua, đợi thăng qua, qua rồi đó. Qua Vigo có đam. À, nó lát. Giờ làm sao mà gan Leona, gan Leona là bú mạnh luôn, bú già luôn, có mấy câu thần chú luôn, có mấy khi lời gáp của anh giống như mấy câu thần chú luôn. Sao mà bú đây? Ờ đi phép ra cái coi. Cung mà. Quyền năng cũng được. Bây giờ ờ đi phép nha, lấy ờ đi phép. Cái này ngon hơn nha, cái này tăng năng lượng nha. Hai Ugot ngon hơn anh em nha. Ugot ngon hơn chi à. Trời, đại ca lên 2 luôn rồi. Á, à, nó còn 80 mấy máu mới lên 2 luôn. Kém tổn. Ugot, quá Ugot thay cô. Ugot thay cô. Có theo cô là học tiếp. Cô lên 8, lên 9. Bài này bây giờ mình gon không nhờ. Gon không nhờ. Gon ông chi nhờ. Robot,
được á. Bây giờ không gold không được. Tại vì cái tanh mình yếu quá, còn một sao không mà. Bây giờ không gold nó lên 2 sao không được. Sáu ngoại đạo gặp mấy thằng này. Sáu ngoại đạo gặp ngay cái thằng mà tao nói. Nó bốn gì, bốn gì? Bốn chú lực đúng không? Ôi, từ 35. Oh my god. Có hai cái top 7 rồi. Tanh mình còn có mấy thằng một sao không mà, mấy một sao mà lên 8 không thì là phải con 7 rồi, trước rồi con 7 trước để cho tụi kia lên 2 sao hết rồi mới kiếm được, kiếm Vigo lo Vigo không cái dàn kia một sao không ngon quá. Top 7. Những top 7 đầu em. Bảy đầu game là mệt rồi. Câu gì trời?
Đại cao thủ này hỏng mẹ nút D. Hưng AT. Có ngoại đạo mà lấy cái top 1 bên top 7 rồi. Trời ơi, đầu la nó top 7 nó buồn ơi là buồn. Ngon. Làm mắt mẹ của ta em này. Mắt cặp đôi Silas. Trận này mà trận này mình top 1 là mình cao điểm, điểm cao lắm. Đây gặp lại cầu thủ. Thank you.
tầm ăn tầm lại vô. Gậy không ai lấy đi. Ừ, cái gậy được ai lấy. Cái giọng gậy được ai lấy. Lộn cái gậy mà là ép. Vậy có năm sao, vậy mình có năm sao. Nghe chủ lực quá. Nghe chủ lực quá chị. Lửa hả? Ôi, ăn. Biết kiếm luôn. Ủa, hai cây kiếm hả? Hai cây kiếm mà mình nghĩ tưởng biết kiếm. Không biết kiếm. Mọc luôn, khỏi đêm dài lắm mọc.
lên 2 sao nó không nghe này mình chơi mà biết gì cầu biết nó khó. Lấy chim căng thế hả? Có căng gì đâu nhờ? Đấy, thấy có căng đâu em? Mua mẹ sáu cũng chịu nổi mấy ngày trời. Rồi. Làm sao đây, làm sao lên 7 đây? Đánh thua cái này 6 lỗ tiền rồi sao lên 7 đây? Quá trời mấy thằng này đỉnh vãi á, ở đâu gai nè, đâu gai cô ra mà đồ xấu. Làm cái việc đúng không em? Là Vigo nó cần hút máu. Vigo nó cần hút máu em à. Thank you.
để coi kiếm gậy rồi, kiếm cái gậy rồi, được Quino lên 7 con ra được Quino 2 á. Thì để bây giờ hiện tại vậy ép cái việc tu mệt lắm. Con máu về lay cũng chết. Không có máu về lay chết. Rồi như vậy tí. Mang được 2 á. Để tôi coi thầy coi nít đét máu được chưa. Coi đét máu con nãy giờ không thấy được cô á. Giờ thầy coi không có con Nico nữa các em ạ. Không có con Wigo nào nữa cả.
Nãy không lắp cái quyết kiếm là giờ có cái thu viên rồi. Trời ơi. Đáng top 8. Xứng đáng top 8. Nó không có quyết kiếm, nó không hút máu được, không có cái máu, có 15% trong cái lỗi, nó dở quá. Lại ăn có 7 top 8 nữa rồi. Bốn trăm điểm chưa cho cái top 7 top 8 rồi. Trầm cảm rồi, tôi bị trầm cảm rồi.
lên điểm chết luôn. Mà bây giờ để cho nó mắc điểm cái này. Còn out top 7 top 8 không chả hiểu nổi. Bao đời chẳng sao lâu chúng ta ấy. Trận này thầy gặp Kiên là đúng không ta? Kevin à. Net gì nè. Kiên đúng không? Đang buồn nè, đang ao tóc buồn bã chạy. This is no challenge. Đái gặp áo mà
đấy cầm áo. Anh em biết cái bài Huệ Quân của Bobby này không? Hôm nay thầy đánh cái bài này cho anh em xem, đỉnh vãi đái ra luôn. Poppy Trần Thị Thu mà hơi lát nha, máy hơi lát, cha máy hơi lát. Poppy nó chặn nhận 200 giáp và nó quăng một cái là 700 đam, 732 đam. Nó quăng một cái The Gaven, The Gaven cút luôn. Nó quăng một cái The Gaven cút luôn. Đó, niềm vui đã quay trở lại. Ê, ca sĩ Ami ơi, ca sĩ Ami bỏ Bobby đi em ơi, để cho thầy lên Bobby nha. Bỏ đi em ơi, bỏ đi. Trời ơi, nó giấu chơi thầy rồi, fan thầy mà. Fan thầy mà sao chơi thầy em? Bỏ Bobby đi. Bỏ đi mà làm người em à. Vãi đạn kìa. Lại dễ trời ơi em dễ dễ sao
Hai Poppy quăng té đái luôn. Thằng ca sĩ Ami em bỏ chưa? Bỏ rồi, ok em. Đánh kêu em nha. Bỏ đi, anh em còn nói chuyện được với nhau. Để coi. Có đập đồ nha. Để đi cho nó gì. Em hãy xem Bobby chàng thí thủ nè. Hồi xưa anh em có coi Bobby chàng thí thủ không? Bây giờ là Bobby chàng thí thủ. Đừng quê tôi có nhánh mai đùng đùng. Đừng quê tôi có cho thơ mà tội. Trời ơi, niềm vui đã quay trở lại. Mình không đánh em là hai em này, em này hai em không có chỗ vào chỗ. Yeah. Còng giáp ca là đẹp cho Bobby. Còng giáp ca là đẹp. Con lợi tức thôi, giờ bây giờ con xuống 30 tiền luôn, cho nó lên luôn. Cánh trời, hãy cánh chim én trời. Hướng tới hồi kết ngon quá vậy. Chiếm lợi phẩm cũng ngon đó. Thôi lấy chiếm lợi phẩm hướng tới được kết ra. Mình coi nó đây mà. Chiếm lợi phẩm. Rồi xong game. Phẩm lù quá ngon quá trời em. Té chiếm được phẩm ngon chứ em. Phẩm lù quá ngon. Ngon chiếm được phẩm được rồi.
chiến lợi phẩm của Bi nó quăng một cái là nó chết thằng cái hồi máu lại mà vừa quá lắm gì mình phải lấy đang chiến thắng luôn đúng không? Hồi nãy mà con đe hơn gì đó ra bóng Bi hơn chỗ này á, là thầy lên lấy cái ống lấy cái gì thăng cái gì mà lên chính luôn á, chính có tiền phải lấy cái đó luôn con. Là mình sẽ thêm thần giáp vào. Thêm thần giáp vào. Vì nó quăng một cái chết con thôi. Nhẹ nhàng đến từng giây. Đi. Ủa cái đi à? À nó có cái áo tròn. Có áo tròn bóng tối nên nó không đi. Giờ mình up cấp thôi. Con thì nó không có pin nó không đỡ hết rồi. Năm thần giáp giáp dẫn không? Không biết con nó có ai lấy không? Được á, cứ lấy cái con nó được á. Ở có bị mình trâu luôn á. Rồi được lấy được rồi, lấy được rồi. Ngon cái tay quá. Kiếm chút còng cho Bobby rất là đẹp đó, chút còng nhấp gai đó. Ấm lộn rồi, ấm lộn rồi. Là ấp cấp cái bấm lộn gòn má thiệt cay. Chắc là bỏ thần đồng. Hỏi hàng gì em văng em cái một hơi đó nè đi. Văng cái một con thôi hỏi gì. Phải văng Bobby đi. Điều. Tôi lần vẫn chơi được em nhé, không có nét nha. Rồi chúc cho bốn quệ quân vô nó trời còn ác nữa. Lần
lực vẫn còn ác. Kiếm được phẩm con chưa? Kiếm được phẩm con chưa? Không có quá là thua này rồi. Trời ơi, cái này sao Bobby chết được? Cái này sao Bobby chết được? Nghe vàng tanh vàng tam sao mình chưa có nha, tam sao của mình chưa có nha. Ca mấy đam rồi hả? Vậy là mình đánh 5 tiền rồi. Anh em đánh 5 tiền bây giờ kiếm thêm cái vú gồng cho Bobby nữa là đẹp. Kiếm vú gồng cho Bobby là đẹp. Cú Bảo à, Cú Bảo đánh cú binh à, ghê nhờ. Cũng thua thôi. Đàm á, nó mới một sao á nên không có, trụ được. Chết thôi, Poppy cũng chết thôi. Có làm sao khó chịu bãi cả. Em lấy kháng phép đi thầy. Phép mà bị lấy nữa thì chịu luôn. Cộng có hồi máu không? 30 kháng phép cộng thêm mỗi 2 giây hồi phục 4% máu. Hàng gì con chết nó không còn trâu nữa. Tại cái vũ cộng này nó bị It's just business. Nét rồi.
Ô ơi, trời ơi, trời ơi. Game ác má. Ê trời ơi, trời con biết pho chết luôn ơi. Trời con biết pho chết luôn được không? Mít má tư mất tiêu. Trời cái má tư mất tiêu. Quê luôn à. Quê luôn cái áo dịu đi. Ở chút đường lên 4 chủ lực thôi chứ không ổn. Ơi bà này sắp cút rồi. Rồi món đồ ra rồi xong em. Có từ đâu? Không thấy má tư đâu. Má tư vui đâu trời. Tư má đi đâu vậy má ơi. Giờ kiếm má tư không có nè. Má tư đi đâu rồi? Má tư ơi, con đang tìm má. Hay quá má ơi. Cùng má cũng quay về mình con.
Chơi vậy. Cô em đó. AP thay ngộ không đúng rồi, AP thay ngộ không đúng rồi, ngon. Em ở đâu nó ra nó chơi này mạnh như ta chơi ác chứ nè, quá trời nó ra chiêu liên tục ác thiệt. Bây giờ lên chính thôi, để tiền lên chính thôi đúng không? Để lên chính thôi, bắt kiếm âm tiền, bắt rồi gãy cổ với mình rồi. Chưa gãy à? À, mình cứu mạnh à, à em ok giờ nó khác liền má ơi. Ấy tôi giữ con AV lại nhưng mà tôi không biết thay con nào. Tôi giữ AV lại mà tôi không biết thay con nào chứ, tôi cũng giữ tôi để đó chưa thấy ngáo chưa các bạn ơi. Này còn non và xanh lắm, già còn non và xanh lắm. Thì lên cấp kiếm 5 tiền để vô thôi chứ. Thằng này thì Bobby nó làm hết. Bobby nó làm hết là sao hết. Bobby nó làm là sao. Có nói về nha, về thì anh em mình cũng đi à, không về được rồi đi nha, để chỉ anh em lên được. Go big or go
Lá trắng càng bài này càng u gót luôn, lên lên chín càng u gót đẹp quá. Nha, nó tăng tăng cho đồng minh xung quanh lá trắng áo lên chín kiếm u gót hay là con năm tiền. Chiếu cam thôi, tanh đủ rồi. Rồi, con không. Con không có 5 tiền luôn. Lên chín không thấy, không thấy model đâu, không thấy thêm một con model nào nữa, hát phải đen. Ugot ngon ngon hơn Lulu không nhỉ? Lulu ngon hơn là hệ Ugot ngon hơn anh em. Mày ác quá. Trời ơi gãy cổ luôn. Này Ugot đâu nhiều chứ? Trời ơi, này con đỏ. Trong khi mình lên chín con đen cục có mực kia á. Lên chín con đen có mực kia á. Cay ghê luôn. Pro 2 cũng túc rồi. Pro 2 cũng cùi quá. You are definitely not the hero. Pro 2 mà cùi vãi đạn chứ. Bị hốt rồi á, lấy thanh rồi. À thank you.
đấu kỹ gì nữa. Trời, bây giờ thêm 5 tiền vào thôi, đấu kỹ vô làm gì đúng không? Thêm 5 tiền vào thôi. Trời ơi, model nó quặt một cái nhìn tướng không? Phải như vậy chứ, 5 tiền 2 sao phải vậy chứ. Hồi nãy mà đặt sao đâu á. Ừ. Thằng này nó nhảy xuống. Nhảy xuống làm sao anh em. Cần thằng AP nó cao đúng một chiêu một nhất. Quá hay, quá ghê gớm. Ăn giùm thầy một cái đi. Ăn giùm thầy một cái đi. Lấy cái tấm một đỉnh cao. Trời ơi, 52 điểm má ơi. Ôi trời, top 1 đỉnh. Top 5 mất 16 điểm hả? Ôi trời ơi, tại top 1 được 52 điểm kia à. Ác thiệt. Gặp đại cầu thủ mà. Bởi vậy, gặp đại cầu thủ mà. Hồi nãy ăn bị đấm cái top 7, top 8 cây đắng. Không, bây giờ lên điểm cũng cao rồi. Lên chắc gần 500 điểm. Không có nháo gì đâu á. Gỡ lại được điểm nè. Trời ơi. 52 điểm đỉnh. Hello lên gì là ngon nè. Lần top 1 có hai mấy điểm thôi. Phụ âm phụ quá trời. Mình lên xuống đại cầu thủ 2-3 lần á. Lên xuống đại cầu thủ 2-3 lần để mấy anh em nãy vượt mặt quá. Bây giờ phải lên lại lấy lại phong độ. Lấy lại những gì đã mất. Không khéo mất luôn những gì đang có bây giờ. Định. Ờ, bài Joe nó thấy đang mạnh á. Tụi nó chơi Joe cũng đang nhiều quá, cũng nhiều quá. Thấy tụi nó đánh Joe nhiều quá. Mà thầy thật sự là thầy con bảy đỏ đen lắm. Thầy đang kiếm cái bài nào đét để chú thắng thì lên 8 thì con chứ thầy không lên 7 con đâu. Thầy con 7 cùi lắm. Con 7 là từ khi thua hết máu. Đúng thôi, giờ tờ còn cao thủ hả? Đúng thôi, giờ còn gặp cao thủ à. Đúng, phải lấy cái kiếp. Ơ, thầy lấy được cây kiếm mà. Ừ, đúng là ông thầy giật đồ. Thầy thắng 7 giật đồ ướt. Con sáu à, lên 2 sao đâu đẹp, tốt rồi. Con sáu ý là kiếm con Nia luôn đúng không? Kiếm con Nia luôn đúng không? Kiếm Nia 3 sao luôn chị.
Cái kiếm giờ cùi nhất hả? Đồ mà nó đâu có gì đâu. Ghê sao thế. Rồi luôn. Chắc là chốt đơn quá à. Chắc là chốt đơn quá à. Mỗi 5 giây đều biến pháp thật luôn. Rồi gạch. Chốt đơn. Quay về bản ngã thôi. Cho tiền nữa chứ. Khoan. Cho tiền hả? À, lò gàng cho tiền. Lò gàng ngon hơn không? Tiền. Đam mê giàu sang. Vì đam mê giàu sang, kêu bán đi hạnh phúc đời. Đam mê giàu sang. Tự là mình đánh nhà tài phiệt, không lúc nào mình cũng on top ấy, mình đi á. Đánh nhà tài phiệt là on top à. Gặp chó đỏ, không phải chó đỏ. Chó đỏ thiệt. Ê, cái này xong rồi còn lên được 2 sao nữa. Lên được Yasuo, một Yasuo 2 sao chứ. Yoga 2 sao nữa. Không biết gặp hai lên. Không phải, có 2-3 thực. Biết một thường 2 sao. Hai tiền 2 sao. Lên được thêm con 2 sao, 2 tiền nữa. Cao cũng được chưa à. Cảm giác mình gặp thằng mạnh nhất rồi đó. Thật sự á. Nó đỏ, nó phải nó đỏ mà nó lấy cái lỗi đó là nó lấy chữ green dài lắm. Nói chung giữ máu được. Giữ máu được. Qua hai chặng có đâu, không lo lắng. Thầy gặp Kiên là lớp B, thầy gặp Kiên là elo thầy cao đó chi à. Mới gặp Kiên elo thầy lên. Bữa giờ elo âm phủ quá, giờ lên thiên đường rồi. Lên thiên đàng. Thằng đó hay quá. Thằng đó không? Ok, chủ thua đẹp chưa? Mê ghê, tôi mê đánh cái thua này ghê luôn á.
nó đang chửi thua mình có nên cho thua không ta? Lên cấp giữ chổi không ta? Giờ lên cấp giữ máu không ta? Lên giữ máu. Đi thắng quá à. Thôi kệ, thắng thắng lại ta. Giữ máu đi, giữ máu đi. Có nhà tìm kìa. Hay quá. Ô mày ở Gia Lâm mày nhớ mày nha. Nhớ mày nghe. Ai mày. Admin này ngon nè, admin này chơi được nè. Mà chúc thằng em này thế li bà lăng á, li bà lăng thế nó là con á. Họ thay anh đi vậy? Được ha. Còn nó có hồi máu à, anh y nó có gì chưa, còn máu, còn có hồi máu cho tem. Tối này ha, từ lúc 7-8 giờ tới 10 giờ tao nói nó lát hơn cái gì nữa. Làm như nhiều người chơi cái pin nó cao. Giáp được nè, làm quyền năng. Mắt. Bán không kịp rồi đó, bán không kịp rồi đó. Lỗ một đồng, mắt đồng. Cứ lo cái tay nè, ta bấm mẹ cái e ở đây là được rồi, là bán được rồi. Cứ lo nghĩ cái gì á, cứ nghĩ nó cho đồ. Tính bán là người Silas nè, mà ra nó ra đồ, nó ra tướng. Tưởng đâu nó ra đồ, nó ra tướng. Ngon cái tay, ngon cái tay. Thua rồi, thua. Hãy lên đồ gì là hiểu rồi. Tôi ra thì con 7 đúng không? Anh tôi ra thì con 7. Lần này là phải có ai chung bài không? Có ai chung bài không?
Mai chơi chung bài. Ủa sao không chết Samira? Alo? Không chết Samira? Chết ba cái liên tiếp mà. Đâu? Someone's about to get hurt. Pandora nó ngáo một cái là mình dễ cút lắm nha. Ngăn, làm cái quyền ngăn cho nó dễ cái đi. Pandora là mà ngáo là dễ cút lắm. Chúng ta được không? Phải lên 7 hơi ngáo, lên 7 luôn hơi ngáo đúng không? Có lẽ là lên 7 luôn chứ. Để lên 7. Đem thằng này vào để cho nó ghét được không? Nó ghét được không? Uống tiền mà quét mặt trời ơi ngon lành
Thôi mình lấy con Midfall, tại nó có Sojin nè. Có Sojin là lấy Midfall ngon hơn nha. Tạm cái Sojin cho Midfall ngon hơn là con em này. Con em Samiga này mặc dù là nó kích tạc kích. Là kích cho ai anh em? À, khoan, từ từ, đang gối, từ từ. À, mình còn muốn lên 8 kìa. Thì mình còn muốn lên 8 á. 8 mới đủ form. Bây giờ mình có cần đánh thằng em này nữa không hả? Hugo nữa không? Cần đánh Hugo nữa không? Chết hai hả?
chết hai tanh bỏ ngoại đạo luôn à. Sao nhỉ? Giờ kiếm thêm cung thanh. Let's get to work. Dragon's breath it is. Good fight. Tại cảm giác nó cao, không ổn lắm. Oh my god! Làm cái gì? Thằng này sao 3 sao nổi đây? Samiga không 3 sao được anh em nhé. Samiga không 3 sao được. Một làm một con này bét quét 3 sao thôi. Làm con bét quét 3 sao. Bét quét đồ cũng ghê chứ.
Samira 2-3 thằng chơi á, 2 sao hết trơn rồi. Ra luôn bé quá. Đạo, á, ngoại đạo kìa, lấy ngoại đạo luôn á. Lấy ngoại đạo anh em nhá. Rồi em này. Kiếm thần giáp gan đi hả? Không mà tanh đủ rồi vậy đâu, ok rồi. Thế bây giờ kiếm thần giáp sao được? Bây giờ bỏ cái form này sao? Cái form này cũng đang ngon mà. Trời ơi, mỗi lần đánh 500. Thêm tanh đúng không? Thêm tanh thì bỏ nào thêm tanh được. Bây giờ cái meta này mà cái này mà đã bỏ nào được mà thêm tanh kia. Giờ thầy không biết bỏ nào được á. Bỏ Vigo với tanh long hả? Vì nãy lấy cái cà phê, lấy cà phê ngu binh là dở rồi. Từ từ để thầy kiếm thằng giáp vô. Hai thằng giáp bỏ hai giờ kích hả? Hai giờ kích thôi, bỏ thằng giáp vô. À
serve the greater good. Không có thần giáp. Hai chủ lực mẹ nó rồi. Tiếp đâu ra ngộ không đây. Bây giờ hai chủ lực rồi làm sao? Bây giờ đi kiếm đâu ra ngộ không? Lóc được à. Em là kêu bỏ thần giáp vô, thằng em nào kêu bỏ thần giáp vô. Bài đang ngon luôn á. Eco lên 2 nè. Eco lên 2 là ngon nè, được 2 rồi kia nè. Đúng không? Bỏ thần giáp vô đi luôn. Thầy tham xả kích quá. Bị lóc, đường nào bị lóc. Đồ, sao không kết nối với liên minh nữa rồi, bị gì rồi. Xin tóc like và mở lại. Okay. Quá non, non ghê gớm luôn. Gối quá 3 sao hết rồi.
Ngon quá đi. Mà vô không được rồi nè. Chịu rồi, trận đó tại thầy non quá, thầy ngáo đá quá. Nãy thầy để nguyên cái form đó, được khỏi thần giáp gì chứ, thầy để nguyên cái form đó. Thầy kiếm con Eco 2 sao nữa, với cái dàn bò 2 sao nữa là được rồi. Xếp bài thôi là ok rồi. Anh em kêu thầy đổi tùm lum, thầy đổi thần giáp vô mắt chủ lực nè. Rồi con kia nó đâu có tanh nổi đâu, 3 sao mà nó tanh đâu có nổi đâu. Nó có một cái tay máu à. Bị đợi như mình nó chặt chết. Hãy hỏi thần giáp luôn, cái form gì là đẹp rồi. Cái form gì là đẹp luôn. Bốn xạ kích có đam quá trời luôn mà kêu bỏ bốn xạ kích luôn. Nó non quá. Tự ra bài tự ra không mà. Lên 3 sao tự ra luôn mà. Lát rồi. Giờ này là lát à. Không sao có gì mà buồn à. Có kỹ năng mới buồn chứ không có kỹ năng buồn chi đúng không Ken? Lát em lát em đợi anh em đợi tí. Em nó lát rồi chui vào được anh em ơi, chơi potato tí nha. Đào bùi ra mấy con đào bùi đi gác rồi.
Kem nó vô được chưa anh em à? Kem vô được chưa? Kem chưa vô được luôn à? Hả? Ke vô đây đứt hết. Chí tí anh em ơi. Lấy kinh nghiệm để đông như kiến má ơi, đông như quân nguyên vậy á, đẹp lắm. Nó chết lộn ơi. Ê
nào bắn tạt 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 trời. Khó chịu quái đạn. Nghe bạch 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 còn thấy gì chịu chứ. Bạch khó chịu quái. À đồng vai. Ôi chung yếu quá. Điện kìa, có chút điện kìa. Cưa vô ác nha. Cưa ác đi. Không muốn công mình giữ răng cưa lại. Bài súng ra súng cạn ra đẹp.
cây bơm máu đâu vậy ta? Cây bơm máu đâu trời? Ủa mà này không có cây bơm máu à? Rồi đây, đây luôn hả? Cây bơm máu đây luôn. Chuyện này ghê thì chết, chuyện này ghê thì chết. Em bị làm sao vậy anh em nhờ? Ai vô được em không? Em bị gì rồi anh em à? Không mở được kiosk game luôn nè.
giáp gì ta? Từ khi ra qua cái Winner Game tới giờ thì áo đâu? Có anh em nào vô game được không vậy? Có anh em nào vô game được không? Hay là do cái máy tôi lỗi nhỉ? Đang có bức tường khiến cho quá tải. Kém. Tao cái gì trời, cái súng gì ghê vậy trời, tóc lại ha. Thank you.
Thì cho có chảo nó vậy. Level 8. Anh em game nào vô được anh em không game nó bị lỗi chi à, không vào game được chứ ơi. Anh chơi đỡ cái này, đợi game vào lại. Có anh em nào vô game được à, báo thầy tiếng nha. Đó thì không có súng bắn rồi. Cái này yếu rồi mà giờ không có súng sao? Trời ơi đông quá má. Mới có màn chính à.
nó đông quá mà mình đúng mình có tiếng của mình yếu quá. Rồi sắp cút rồi, rồi cút rồi. Cút mẹ rồi. Ôi trời ơi, sao game không vào được anh em ơi? Tại sao nhỏ? Cờ tỷ phú thầy có chờ chim không mày, thầy có chờ chim nè, đây nè, chờ chim thì có một trò một à, chim thì có một trò một potato à, cái kia thầy có biết, thầy lần thầy mua cái này về, thầy mua game về chơi á. Thầy like mà nó không vô được Tú ơi, nó không vào game được. Em có vào game được không Tú? Thầy phải không vô game được. Em vẫn chơi bình thường hả? Chơi cờ tỷ phú, cờ tỷ phú chơi đâu em? Game ở đâu, game nào nữa? Thầy không biết mấy cái này ấy chứ. Có tài khoản mà không biết chơi, không biết cái game ở đâu. Nó tiếng Anh á, không biết. Có game một duy nhất Potato, còn mấy cái kia không biết ở đâu. Đi ở đâu? Thấy cái đó đâu? Em nè. Nhìn trên Discord em chỉ. Để thầm mở Discord vào. Cờ tỷ phú chơi sao em à? Tự nhiên sao mà người ta chơi bình thường mà thầy bị chơi không được ta? Ảo phải đạn vậy? Bây giờ mở Discord không được luôn nè. Ở Discord không được luôn, ơi phải. Discord luôn, chạy luôn.
Sao alo? Đó. Là mạng nhà thầy bị gì rồi? Cái này do mạng rồi. Hello bằng gì rồi nhá. Do mạng rồi mấy anh em à. Chắc do mạng nhà thầy bị dốc gì rồi. Mở không được luôn, mở Discord không được luôn. Bây giờ mở game cũng không được luôn. Mà cái mạng vẫn duy trì bình thường, nó vẫn mạnh, nó để mạnh chứ. Kêu cái gì á? Ủa bây giờ làm sao ta? Làm sao để mà vô được game ta? Làm sao đây mấy em ơi? Rắc bớt mấy ứng dụng nữa coi nó làm sao. Thầy reset máy là tắt like á. Thầy reset máy là tắt like á. Mở lại cái like khác à. Mở lại cái like khác em vô không? Để thầy reset máy lại. Thầy on tới 3 giờ sáng nữa. Thầy on tới 3 giờ sáng nữa. Để này không được thì tắt máy nha.